Nhà đồng biệt kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2022, nhà đồng biệt có mặt tại tháp 10 Đồng Tháp, tại ruộng mướp trồng giống TKL07 của công ty Takaku Việt Nam. Đám mướp này anh trồng là 3 công và anh trồng tổng cộng là 25 gói, tức là 2.500 hạt nha quý vị. Và trước khi mình xem cái trái ở đầu vàng, mình xem cái trái ở bên trong cái lồng của chữ A nha quý vị. Ê, quý vị xem trái bên trong nó còn rất là nhiều, và mấy hôm nay là anh hái trung bình là 200, 300, có bữa lên 560 kg, và hôm nay nó giảm xuống là hôm qua anh hái là 400. Đây là cái mấy cái trái ở gốc nhìn rất đẹp, quý vị thấy nó thon thẳng ha, da bóng, cái sọc nó cũng đẹp. Mướp của đám mướp này nhà nông việc tình cờ phát hiện khi đi tư vấn kỹ thuật, nên là phát hiện ra cái đám mướp này, và đám mướp này nhà nông việc theo dõi từ lúc mà chuẩn bị lấy trái. Và mình vừa rồi mình xem cái trái ở bên trong, bây giờ mình xem cái ở bên ngoài nha quý vị. Đây, chúng ta nhìn cái trái ở bên ngoài. Hiện nay là trái nó đang đậu ở ngay chỗ vàng ngang và ở đầu vàng. Trái rất là nhiều, trái thẳng đẹp. Cái đám mướp này về kỹ thuật là chăm rất là tốt. Quý vị thấy cái dàn lá cũng như trái khá đều và đẹp. Dàn lá bây giờ anh nhìn là cứng và bóng. Đây là một vài cái điều mà mình thấy đây. Trái này nó xanh phấn. Trái rất là đẹp. Ta nhìn thấy sọc nó nhìn rất là ưng ý và trái tương đối đều. Cái bờ này á, là người ta trồng á, là bờ lên bờ là 4,7 m nha quý vị. Và cái mương ở giữa bờ, cách bờ đó là cái mương ở giữa là người ta làm 4 tấc, và ở giữa mình thấy có cái mương chen, mình gọi là cái mương chen, thật ra nó là cái mương thoát nước thôi. Trái thẳng đẹp nè quý vị, ở đầu vàng nè. Và mình sang cái dòng mới, mình sang cái bờ mới, thì ở giữa quý vị thấy đó, hai cái đường đen đen, hai cái rãnh đen đen đó là cái mương chen đó, mương thoát nước. Thì cái mương thoát nước này nếu mà mình đưa nó vô trong nữa, xích vô trong cái bờ nữa thì nó ngon. Xa xa đằng kia thấy có chú tiểu ngồi kìa. Cái mương chen này nếu như mình đưa hai cái mương chen này nó xích vô giữa bờ thì càng hay, bởi vì nó vẫn thoát nước được, và cái thứ hai nữa là cái rễ mướp nó bò thẳng qua luôn. Còn bây giờ thì rễ mướp nó bò ra, nó gặp cái mương chen này thì nó cắm xuống. Tuy nhiên một số cái rễ nó bị khô, bề mặt ở trên nó bị khô, nên là cái bộ rễ nó cũng không được ngon lắm. Nên là cái này kinh nghiệm, nếu mà đưa hai cái mương chen xích vô trong nữa thì ta có thêm phần đất để cho cái rễ mướp ăn thì rất là ngon. Giờ mình đi lướt qua để quý vị xem. Thì cái trái này thì quý vị đã thấy không? Nói chung là mướp thì nói nó thẳng thì cũng khó, nhưng mà một số trái như vậy mình thấy nó rất là thẳng rồi. Xem là mướp này là trái là như ý. Trái nhiều, giờ còn lấp lấp ở trên đỉnh vàng chữ A nhiều. Trái lừ luôn quý vị ạ. Trái nhiều. Cái đám mướp này anh trồng trên cái đất dưa hấu, rồi anh lên vàng. Vừa rồi thì ở khu này người ta trồng dưa hấu, bây giờ người ta lên vàng. Thì trồng cái này là cái vụ đầu tiên ảnh trồng rẫy. Khoảng cách cách dây là ảnh trồng 5 tấc rưỡi nha quý vị. Mướp thì trồng khoảng 5 tấc là đẹp rồi. Còn trồng mướp mà dàn cả hàng khách hàng mà 4 mét như vậy thì cũng là tương đối là tốt. Thì thường mình có thể để 5 mét.
Đây trái này quý vị xem nó cứng, à, mình bóp thử cứng này. Thơm lắm, trái chắc, nhìn là biết trái mướp nó nặng rồi. Mình chuẩn bị qua cái bờ mới. Đây là cái hàng của nó, trái lừ, trái nhóc luôn. Đây, bây giờ cái mình chuyển sang cái bờ mới. Thì cái dòng nào, cái bờ nào cũng như bờ nào á. À, quý vị xem mướp trên đó, trái lừ luôn. Có một số trái nó cong, quý vị thấy nó móc, nó cong cái đuôi, nó gác trên lưới đó, nó móc cái lưới đó, nên nó cong. Cái này là phải có thời gian để gỡ nó xuống. À, quý vị nào muốn biết về cái tên giống hay bao bì đó, thì mình sẽ chen vào cái hình nó ở cuối video để quý vị có thể tiện xem. Hoặc là mình có muốn mua giống trồng đó, mình có cái hình đó, mình đi ra đại lý mình hỏi thì chắc chắn là sẽ dễ mua hơn. Và nói trồng cái giống mướp này, mình nhớ tới cách đây 2 năm có cái ông ở Lai Vung á, hai vợ chồng cũng làm ruộng mà có một cái bờ dê ra ruộng, có cái mương cũng lớn, nên này dê ra ruộng đó thì ổng trồng mướp ở trên cái bờ vườn á, mướp nó mới dê ra ruộng. Thì ổng xưa nay thì cũng có trồng ít mướp nhưng mà trồng chủ yếu là cái mướp vườn thôi. Thì hôm nay anh này anh cũng đi đâu đó nghe bạn bè giới thiệu có mướp TKL07 này, cũng đem về trồng. Thì quý vị biết ảnh trồng chung với mướp vườn. Cái mướp vườn á cứ bỏ xuống á thì nó lên. Khổ nỗi là cái anh này anh trồng cái mướp lai TKL07 này thì ảnh không có cắt hạt, nên là cái mướp kia nó lên đều do. Còn cái mướp của ảnh á lên ba xí ba tủ à, cây lên cây không. Thế là anh phải dặm lại. Dặm lại cũng nhiều à. Thì ở ngoài ruộng á là bà cứ cằn nhằn miết cái vụ mà trồng cái mướp mới. Mà ảnh á thì nói chung là lần đầu tiên trồng cũng đâu có biết gì đâu. Không tự tin thì cũng đâu dám cãi quý vị. Và ở ổng kể á là khi ở ngoài ruộng á nó nói hoài, mà vô tới nhà nó cũng nói. Tối ngủ cái ở trên giường hai vợ chồng nằm chung á, nó cằn nhằn quá trời, nó hoài cái vụ mướp. Thế ông bò xuống cái võng kế bên, ông nằm ở trên giường, vợ chửi tiếp chịu không nổi, xách cái gói đi ra ngoài cái ghế dài ở ngoài trước nằm. Mà ra ngoài trước ghế dài nằm cũng đâu có yên quý vị, bả đuổi đến tận ổ luôn. Bả ra bả nằm ở trên cái bộ dáng, bà chửi tiếp, bà nói với ngu tốn tiền mà nãy giờ không ra gì, cái mướp người ta sắp ra trái rồi, còn của ông đó nó bò tới nay được chừng mét à, của người ta lên tuốt trên đầu vàng rồi. Lại một lần nữa thiệp quý vị ơi, phải thiệp thôi. Ông nói là bây giờ tao phải thiệp, tao giờ tao nói gì giờ, quá trời khổ rồi. Nghe cái cảnh của ông thật ra mình thấy cũng khổ thiệt, thấy mà thương cho ông luôn. Nhưng mà trời xui đất khiến là cũng thương cái người hiền. Ổng vài bữa thì cây mướp kia nó cũng lớn lớn lên, rồi dần dần thì bả cũng bớt chửi, chửi đã rồi đâu chửi nữa. Nhưng mà cũng hầm hầm, lúc nào mà ra ruộng mướp là nhìn mặt ổng lại hầm. Rồi khi mà bắt đầu hái thì cái mướp kia nó khỏe lắm, nó bò dữ lắm. Còn cái mướp lai này nó lên trên thì nó cũng từ từ. Bả bắt đầu bả hái cái trái kia là bả bắt đầu xăm si ổng. Vô mỗi lần tối là vô giường là tiếp tục kể lại cái chỗ mướp, lại ôm cái gói ra cái ghế dài nữa và tiếp tục. Bả đâu có ngán, bả cũng đi theo rồi lên bộ dáng. Là biết quý vị biết cái chuyện gì rồi. Hái được vài cử thì cái mướp lai này do nó dặm sau đó, nó trễ hơn, nó lên trên bắt đầu nó đổ trái. Đổ trái quá trời thì tối là hai vợ chồng đi bơi chiếc xuồng đó quý vị, sáng sớm á, bơi chiếc xuồng là ở dưới cái mương cái mép ruộng đó mới ngước lên là hái mướp. Thì hái hai vợ chồng cũng mừng hái tại trái nhiều mà. Hái xong cái bả mới chồm chồm ở trên chiếc xuồng đó, bả hái bả ngước mà lên bả hái bả nói trời ơi mỏi cổ quá ông ơi. Mai mốt mình mua cái mướp này mình trồng nữa nghe không?
Ông nói trời ơi lúc này tao được thế rồi, tao quay lại tao nói một tiếng nữa tao sâu xuống sùng à. Ổng liền ổng nói là giờ gió đổi chiều rồi, tao nói liền đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mà ông này cũng dữ quý vị, nhưng mà nói thiệt chứ quý vị á, đi một ngày đàng học một sàng khôn, sàng qua sàng lại thấy cái ngu. Trời ơi cái ông này thay vì ổng im hay là ổng nói câu nào cũng ngọt ngào tí xíu, bả bây giờ bả đang khoái chí rồi, biết đâu rồi bả vô bả thưởng ổng ha, tối nay thưởng vui vẻ vợ chồng. Còn cái kiểu này xin thưa quý vị, trở lại cái kiếp máng heo cũ nữa rồi, ông lão đánh cá và con cá vàng nữa rồi. Tối nay đi về bảo đảm luôn lại tiếp tục cái hình ảnh xách gói ra ghế dài ngủ nữa, thật là tiếc cho ông này. Ở trên trái như vậy nha quý vị. Bây giờ mình nhìn ở bên trong này. Trên trái gì? Bên trong này. Trái còn này. Đó. Trái còn, trái. Trái thì còn. Ha. Trái dưới gốc này. Cái đám ướp này thì không có hái bông đực bán nha quý vị, nên là cái trái của mình nó đều nó thẳng. Khắc phục được cái trường hợp là cái đám mướp của anh Trương lúc trước nó cong, nó eo ở giữa, còn mướp này giờ nó đầy đặn, trái nó nhiều. Cái giá mướp hiện nay ảnh bán là trung bình nó rơi vào từ 7.000 tới 9.000, cũng mấy cử rồi. Cái cử hôm qua là giá 7.000. Trước đây mướp có khi nó lên 11.000. Cái này khoảng chừng nửa tháng chứ gì. Đây, trái ở bên dưới này. Trái còn đẹp nhiều. Và ảnh hái tới nay như là 7 cử. 7 cử, ảnh hái 2 tấn rồi đó quý vị. Con số mình đưa ra thì nó tương đối thôi, còn chính xác nó là bao nhiêu thì mình cũng không hỏi chi tiết ảnh. Đây, quý vị xem thấy nó đeo ở trên đầu vàng này. Và đến đây nhà nông việt xin tạm dừng lời. Nhà nông việt rất mong quý vị đăng ký và ủng hộ kênh để cho kênh ngày càng phát triển, và nhà nông việt có nhiều cái động lực hơn để phát triển kênh nhà nông việt ngày càng mạnh hơn. Kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã xem video cũng như đã đăng ký ủng hộ kênh nhà nông việt. Xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở một cái video nào đó. Xin trân trọng kính chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 30 năm dân chủ cộng hòa, kháng chiến đã thành công.